người yêu đi liên hoan 2-3 giờ sáng mới về. Ơ em buồn cười nhỉ, người ta đi liên hoan có cái gì đâu mà cứ phải giận với cả ghen. Người ta đi nhà nghỉ hay là người ta đi chơi cái thằng khác, hay là người ta đi kiểu cặp thằng này cặp thằng kia thì lúc ấy mới đáng lo chứ. Kể đi 7-8 giờ sáng cũng được, kéo làm sao cả các bạn. Đừng nói gì cả, xong lần sau các bạn cũng đi uống rượu đến 3-4 giờ sáng cho tôi, thế là hòa. Cuộc sống nó phải công bằng các bạn ạ, ghi sổ vào. Hôm nay em đi đến 2 giờ sáng nhá, được rồi. Đừng nói gì cả, hôm sau các bạn đi đúng 2 giờ sáng. Thế là lần sau chừa ngay có đéo gì đâu. Ngày xưa tôi hay đi nhậu về muộn, tôi không nói về chuyện yêu đương nhưng mà ngày xưa ở trên Cao Bằng tôi thì hay đi nhậu lắm, hay đi nhậu về muộn lắm. Có một hôm tôi đi nhậu về, trước ngày xưa tôi như tôi kể một lần nữa nhỉ, tôi nhậu về bố tôi không gọi đâu. Bố tôi ngày xưa hay gọi tôi đi chơi về muộn, bố tôi hay gọi lắm, nhưng mà đến cái thời gian mà tôi đi ra khỏi nhà xong rồi là tôi bắt đầu đi ra ngoài làm ấy, có tiền rồi xong rồi là bắt đầu tự lập được cuộc sống rồi, lúc đấy là bố mẹ sẽ không quản như cái hồi các ông còn đi học nữa đâu, tại vì các ông kiếm ra tiền rồi mà. Quay lại câu chuyện là công khi nào các ông sẽ công khai hút thuốc trước mặt bố mẹ. Tôi không cổ xíu chuyện hút thuốc nha, tôi nói câu chuyện đấy thôi nhá. Khi các ông mà có tiền rồi ấy, thì lúc ấy các ông sẽ có xu hướng là ừ, ta thích làm gì thì làm, kiểu như thế mà. Lúc ấy hút thuốc công khai trước mặt bố mẹ luôn là chuyện bình thường. Cái hồi ngày xưa khi mà tôi đi làm mà thỉnh thoảng tôi về quê ấy, bố tôi đéo nói gì đâu, kệ mày cứ đi đi. 2 giờ sáng các bạn, tôi vác mặt về nhà, mở cổng anh oành vào đến nhà vẫn thấy ông già tôi ngồi đấy. Ơ, bố chưa ngủ à? Mày chưa về tao không yên tâm. Đây bây giờ tao đi ngủ đấy. Đấy, nói thế thôi, lần sau tự biết. Tự chừa. Chứ đéo cần phải giục với để gọi điện đâu. Mấy giờ rồi mày về chưa? Mày đang uống rượu ở đâu đấy? Mày có say rượu không? Đéo quan tâm. Khi mà các bạn đã đi ra ngoài, khi mà các bạn kiếm tiền, các bạn tự lo cuộc sống rồi thì mạng các bạn tự giữ. Thế thôi. Lúc đấy mà có va chạm xúc sát thì đấy, đánh nhau ở ngoài đường là các bạn tự chịu. Bố mẹ chỉ lo được một phần thôi, chả lo cho các bạn mãi được đâu. Cho vay tiền mà đòi mãi không được thì phải làm sao ấy. Thì thôi em ơi, đéo đòi nữa, đòi mãi thì làm đéo gì đâu. Đòi đéo được đâu em ạ. Những cái đứa mà nó đéo muốn giả thì đéo bao giờ nó giả đâu. Cứ om thế à. Coi như là mình mất đi, lần sau đừng cho người ta vay nữa. Xong lần sau người khác vay thì cứ bảo là đấy, thằng kia nó vay tiền tao, nó chưa giả, bây giờ tao đéo có tiền. Thế thôi. Dại nhất là cho người ta vay các bạn. Các bạn cứ hay ghen đi, cứ nghi ngờ người yêu đi, là các bạn tạo cơ hội cho người khác đấy. Vì sao? Vì người yêu các bạn dần dần nó thấy mệt mỏi phải đái ra. Đéo ai muốn yêu một cái thằng mà kiểu suốt ngày cứ kè kè, xem mình đi đâu, xem mình làm gì, có tham minh về nhà đúng giờ hay không, nhắn tin với ai, đi công việc không hay là đi chơi với bạn bè. Xong rồi đi chơi với bạn bè buổi tối cứ bắt về các kiểu. Thế là dần dần người ta chán, người ta bỏ mẹ bạn đi, người ta yêu mẹ một thằng khác dễ tính hơn. Thế là ăn cứt rồi, đúng không? Cảm ơn Hải Đăng nhá, cảm ơn bạn nhiều. Rồi sau này nếu như mà các ông hay ghen, các ông yêu phải một đứa hay ghen cơ, các ông mới thấy cái cuộc sống nó mệt mỏi như thế nào. Anh nghĩ sao về việc trưởng thành sớm ạ? Tôi thấy chả có một cái thước đo đéo gì cho cái việc gọi là bạn đã trưởng thành hay chưa cả. Đến bây giờ người ta hỏi tôi là tôi trưởng thành hay chưa, tôi có thể tự tin tôi trả lời các bạn luôn là chưa. Tôi chưa bao giờ nhận tôi là một người trưởng thành. Và với tôi thì đéo có một cái thước đo nào hay là đéo có một cái độ tuổi nào quy định là bạn sẽ đến tuổi trưởng thành cả. Chỉ là cái suy nghĩ và cái hành động của các bạn sẽ như nào thôi. Nhưng mà dù bạn có làm gì hay dù bạn có suy nghĩ như nào, dù bạn có xử lý vấn đề nó như thế nào ấy, bạn vẫn đéo phải là một người trưởng thành. Thì cái cuộc đời nó dài lắm và bạn vẫn cứ phải đi học suốt ngày, học cả đời các bạn ạ. Tôi chưa thấy cả một thằng tôi chưa thấy một thằng nào trưởng thành trên đời này cả. Cá nhân tôi cũng thế thôi, đến bây giờ tôi vẫn chơi đồ chơi ô tô điều khiển với thằng con tôi suốt ngày. Tôi vẫn tắm chuồng với thằng con tôi suốt ngày. Tôi vẫn đi ra ngoài, tôi vẫn kiểu uống trà đá, tôi vẫn hút thuốc lào ở ngoài đường bình thường các bạn. Đừng ngạc nhiên khi các bạn gặp cái hình ảnh của tôi vắt chân lên ở ngoài đường, tôi zip đi thuốc lào thế bình thường. Đéo phải trưởng thành các bạn ạ. Tôi vẫn là một thằng trẻ con mà. Thằng đéo nào dám nhận là mình trưởng thành đâu. Trời ơi. Và tốt nhất là các bạn đừng nên nhận là mình trưởng thành. Được chưa? Anh ơi em sắp bị công an hốt vì đua xe nên làm gì ạ? Ui, tại sao đua xe đéo tử hình mẹ luôn đi nhỉ? 8794 nhá. Ở đây có ông nào là dân tổ nhưng mà tôi ghét các ông vại đái luôn ấy. Chia sẻ thật từ một người mà kiểu có vợ, có con, có gia đình như tôi rồi, tôi ghét bọn đua xe lắm. Nếu ông nào mà có xem sở chi của tôi mà buổi tối hay lên trên hồ hay là hay đi đua xe với cả bạn bè, hay đi kiểu dân tổ những kiểu, dừng lại đi các ông ơi. Nếu như mà các ông tự ngã, tự xòe, tự chết ý, thì đéo sao cả. Nhưng mà nếu như các ông đâm vào người khác ý, nó mới là tội lỗi các ông ạ. Gia đình người ta, bạn bè người ta, họ hàng người ta nhìn vào xót vãi đái ra nhá. Nếu như mà các ông nào mà có đang trong club đua xe vỉa cảm tử hay là cái đéo gì ở trên bờ hồ hay là bất cứ một cái câu lạc bộ đua xe nào ở trên Việt Nam này mà có xem thời chim của tôi ấy,
tôi ghét các bạn vải đái luôn ấy. Đừng đua xe nữa các bạn ạ. Ghét. Hôm trước tôi vừa mới ra hồ xong đấy, tôi vừa kể các bạn là lúc 4 giờ sáng ấy, bọn tôi đi chơi trên hồ ấy. Vẫn đâu đấy vẫn có mấy thanh niên đầu không đội mũ quẹt lửa trên hồ ấy, phóng bạt mạng luôn các bạn ạ. Nhìn thấy kiểu sợ vải đái ra. Mình không sợ nó ngã chết các bạn. Mình không sợ lao vào gốc cây, mình chỉ sợ đâm vào người khác rồi các bạn. Thế mới khổ chứ. Đã chết một mình rồi thì không sao, lại còn đi lôi theo người vô tội chết cùng nữa thì nó có đáng hay không? Đừng đua nữa. Trời ơi. Ở nhà đi, tối có bao nhiêu chương trình bổ ích. Nếu như mà không biết làm gì ấy, lên nimo.tv/misi cho tôi xin một follow nhá. Nhiều việc có ích để làm mà. Hay là đi cái tiền xăng, cái tiền đổ xăng mà đi vỉa, đi đua ấy, 10, 20 nghìn cũng được. Donate đây cho tôi. Cuối năm tôi lại có chương trình từ thiện nhá. Đừng đi đua nữa. Tin các ông đấy. Anh hiểu thế nào về sở thích và đam mê đang phân vân. Ôi, Google. Mỗi cách hiểu mỗi người khác nhau các bạn ạ. Nhá, Google đi. Tôi thì đam mê thì tôi nhiều lắm các bạn ạ. Nhưng mà cũng phải nói lại với các bạn là ngày xưa tôi nói một lần rồi, đam mê phải ra tiền nhá các bạn nhá. Đừng có bỏ hết tất cả những cái gì đấy đi theo đam mê. Cái số lượng thành công, những người mà bỏ hết tất cả sự nghiệp, gia đình, công việc các thứ để chạy theo đam mê thành công ấy, vãi đái luôn. Còn nếu như mà các bạn xác định là mình có đam mê gì đấy, ví dụ bạn thì thích chơi nhạc này đấy, bạn đam mê trộm chó này, bạn đam mê trở thành ca sĩ này, bạn đam mê nhiếp ảnh, bạn đam mê quay phim, thì sau này ấy, kiếm một cái việc gì khác nó ra tiền đã, rồi khi nào mình có tiền thì mình quay lại chơi với cái đam mê đấy sau. Tôi ngày xưa cũng thế, tôi đã từng xin bố mẹ tôi tiền mua một cái laptop, mặc dù tôi rất là lúc đó tôi mê chụp ảnh lắm. Ui, ông nào donate. Ui, cảm ơn Manian nhé, cảm ơn bạn nhiều. Cảm ơn em nhiều, cảm ơn Duy Tùng nhá. Ngày xưa tôi xin tiền bố mẹ tôi mua một cái laptop, cái hồi đấy là tôi sinh viên năm thứ hai thì phải luôn. Tôi mê chơi máy ảnh lắm. Tôi lấy cái tiền đấy tôi đi mua cái Canon 50D. Hồi đấy các bạn phải hiểu, cầm một cái Canon 50D hồi đấy là bảnh vãi đái luôn các bạn, với cả một cái ống kính fix 50 của Canon, một con huyền thoại nó rơi vào đâu đấy khoảng 1,6 triệu một con cũ. Bây giờ các bạn nào chơi Canon chắc chắn là các bạn vẫn dùng con đấy luôn. À, tôi học chụp ảnh, tôi bắt đầu học sửa ảnh, tôi bắt đầu học blend màu. Không là tôi bắt đầu sau đấy là tôi đổi lên con 60D hay con đéo gì mà quay phim được ấy nhỉ, tôi đéo nhớ lắm. Và tôi bắt đầu học dựng phim. Đấy. Sau ấy một thời gian là tôi cảm thấy tôi đéo kiếm được tiền với cái đấy nữa, mặc dù tôi học được rất nhiều. Xong về sau tôi phải bán hết đi đấy. Xong rồi tôi đi làm việc văn phòng. Mặc dù ngày xưa tôi đi chụp ảnh dạo nhiều với đấy các bạn, 200.000 một buổi chụp cho các bạn sinh viên. Chỉ là các bạn tự mặc quần áo, các bạn tự trang điểm kệ mẹ các bạn. Các bạn tôi chỉ là đi chụp xong tôi trả file các bạn thôi, 200.000 một buổi. Đấy là những gì mà tôi làm, nhưng mà đéo bù được, đéo sống được. Thế về sau tôi phải dừng lại. Đến bây giờ khi mà công việc của tôi ổn rồi, cũng có tiền, cũng có cuộc án cổ để rồi, tôi lại mua máy ảnh, tôi lại tiếp nối cái đam mê. Tôi vẫn quay phim, tôi vẫn quay clip con tôi hàng ngày. Và cái đấy nó lại phục vụ cho cái công việc của tôi đang làm bây giờ, đấy là làm YouTuber. Đấy. Thế các bạn để ý tất cả những cái vlog gì mà tôi làm ấy, đều là tôi tự quay, đều là tôi tự dựng và đều là tôi tự ngồi edit. Tại vì tôi hiểu người xem của tôi, người ta muốn cái gì. Và tôi hiểu là tại vì ngày xưa tôi làm rồi nên tôi biết là tôi sẽ phải làm những cái gì. Đấy, đam mê nhiều lúc nó phải dừng lại các bạn ơi. Đừng đâm theo quá làm gì cả, đâm theo quá đéo có gì mà ăn đâu. Còn nếu như mà các bạn biết dừng lại ấy, các bạn đi kiếm tiền sau đấy các bạn quay trở lại đam mê ấy, các bạn sẽ chơi được một level khác luôn các bạn ơi. Chơi sâu vải đái luôn. Lúc ấy chơi nó mới sướng các bạn ạ. Các bạn lạnh rồi ạ. Ôi, tối nay không khí lạnh về đấy. Nếu như mà tôi đọc báo không nhầm, nếu như mà báo không nói phét tôi. Công FA ở nhà đi cho tôi nhờ nhá. Ra đường tủi thân đấy các bạn ạ. Nhiều khi cũng nghĩ là mưa nên là có nước đọng trên mặt. Không phải đâu các bạn. Là các bạn đi ra đường thì lạnh quá, đéo ai ôm, các bạn bị khóc ấy, bị tủi thân đấy. Đừng ra đường các bạn ạ. Ở nhà cho tôi nhờ. Ở nhà xem sửa chim đấy các bạn. Lạnh lắm. Cảm ơn Dương Trịnh nhá. Cảm ơn bạn nhiều. Tôi lại mấy hôm lạnh lạnh tôi ôm con tới ngủ. Thích vậy đà. Bọn trẻ con ấy, nó lít nhít khoảng 2-3 tuổi ấy. Xong rồi mặc cho nó thật nhiều áo ấm, xong mình ôm nó như con gấu bông ấy. Uầy, thích vãi trưởng luôn các ông ạ. Sau này thì cảm giác, sau này các ông sẽ được trải nghiệm. Có vợ có con thì các ông sẽ biết. À mà người yêu còn chưa có thì nhớ ra vợ con nhỉ. Cố lên nhá. Nhưng mà đừng vội nhá, tôi nói vui thế thôi nhưng mà đừng vội. Có nhiều người bị ngộ nhận đấy không ạ. Tức là nhiều khi kiểu chưa yêu bao giờ ấy, xong cứ nghĩ đấy là yêu ấy, xong vồ vập nhau, xong cưới nhau, xong có con. Xong rồi
đi làm ngoài đời xong rồi đi va chạm ngoài xã hội, tự nhiên lại gặp người khác, tự nhiên lại rung động. Cái cảm giác rung động nó khác hoàn toàn so với cái cảm giác của vợ mình hay là chồng mình ngày xưa. Thế là mới nghĩ, à hóa ra đây mới là yêu. Ừ, buồn cười vậy đấy. Nhưng mà muộn rồi, không biết làm như nào. Cái trải nghiệm đấy các bạn ơi, còn trẻ. Đừng ngại khi người ta nói là, ờ tại sao 30 tuổi rồi chưa người yêu, sao chưa lấy vợ, sao chưa lấy chồng. Cuộc sống của tao, tự tao quyết. Hỏi con thế cho nó nhanh, đúng không? Tôi ghét nhất là cái kiểu là cứ về quê xong rồi là mấy đứa em tôi về quê xong rồi họ hàng các thứ ngồi nói chuyện với nhau cứ thế con này chưa lấy chồng à, con này không dẫn người yêu về à? Thế có người yêu chứ, cái kiểu mẹ chuyện của nó, cô chú cứ hỏi làm cái gì, lúc nào nó thích thì nó yêu, lúc nào thích thì nó lấy chồng nó lấy chứ cô chú lấy đâu cứ phải lo. Bây giờ tự nhiên nó đi lấy vội vàng lấy thằng vũ phu đấm nó suốt ngày, lúc này cô chú có chịu đòn nó không, hỏi đéo thì hỏi, bực vãi đái, mệt. Làm ăn khó khăn Tết có nên về quê không ạ? Sao lại không về? Bố mẹ các ông Tết nhất có muốn, có phải là để các ông đi làm xa xong cầm tiền về đâu? Trời ơi, cái suy nghĩ đấy là sai nhá. Các ông đi học xa, các ông sống ở xa, các ông đi làm xa ấy, bố mẹ chứ các ông chỉ có muốn một điều duy nhất thôi, đấy là các ông về lành lặn là được rồi. Có giờ trách các ông là tại sao tháng này con không gửi tiền đâu, tại sao con không có tiền, tại sao con mãi con nghèo thế, tại sao con không có vợ con không? Bố mẹ chỉ muốn ông về thôi, đoàn tụ gia đình thế là vui rồi. Nhiều ông có suy nghĩ buồn cười vậy đái ra. Tôi móm vậy đái ra mà năm đéo là tôi lại muốn về ở đấy nhá. Tôi đéo rồi có suy nghĩ là tôi sẽ né tránh gia đình tại vì tôi thất nghiệp hay là tôi đéo tiền đâu. Buồn cười lắm, suy nghĩ thế là sai không ạ? Tại sao ông lại có cái tư tưởng là đi khám nghĩa vụ quân sự làm sao để cho mình rớt nhỉ? Các ông buồn cười nhỉ? Tôi qua tuổi nghĩa vụ quân sự rồi, thế này là tôi thích nói đéo gì cũng được, không phải là như thế. Mà là nếu như bây giờ quay trở lại tôi còn trai trẻ khoảng từ 20 cho đến 25 tuổi mà tôi chưa yêu, chưa lập gia đình ấy, là tôi đi nghĩa vụ luôn. Nói đi nói lại hoài về cái vấn đề này. Ở bên Hàn Quốc ấy, bắt buộc phải đi, đéo thằng nào trốn được cả, con ông cháu cha cái kiểu đi hết. Có mỗi trường hợp là tôi hay xem bóng đá hay như là Son Heung-min là được miễn nghĩa vụ quân sự thôi đúng không? Còn lại là đi hết. Ca sĩ người ta đang nổi tiếng toe răng này xong rồi là cái gì nhỉ? Big Bang cái kiểu đấy. Đang thời kỳ đỉnh cao, đang hát sung vãi cả đài, đi lính hết, 2 năm sau về. Có cái gì đâu. Bên nước mình tôi nghĩ là cũng phải như thế đi. Thôi thì hết tuổi rồi các bạn, tôi nghĩ là nên đi, đúng không? Đi có 2 năm mà. Anh ơi, anh Đỗ em bất lực với cuộc sống không? Tại sao em lại bất lực với cuộc sống? Hả? Tại sao bất lực với cuộc sống? Anh thấy ở ngoài kia còn có nhiều người sinh ra còn không có bố, không có mẹ. Có người không có cả bố cả mẹ. Có người còn đang ở trong cô nhi viện, có người còn bị tàn tật, có người còn thiếu tay thiếu chân, người ta vẫn sống và người ta vẫn lạc quan, vẫn bình thường, mà tại sao em lại mất niềm tin vào cuộc sống đấy nhở? Buồn cười vậy. Hay đang gặp khó khăn gì? Khó khăn thì ai chả gặp em. Nhưng mà em có giờ chơi game không? Em có giờ chơi game online không? Em có giờ chơi những cái game cầy level không? Em có nhận ra một điều đấy là khi mà mình đánh những cái con quái mà nó vượt cấp mình ấy, mình sẽ lên level nhanh hơn không? Cuộc sống nó cũng thế đấy. Nếu như em gặp mấy cái khó khăn thì nó càng lớn thì em lại càng có nhiều kinh nghiệm sống hơn, em càng lên với nhanh hơn, thế thôi, em càng trưởng thành hơn. Nghĩ thế đi cho tích cực đi, chứ khó khăn thì ai chả khó khăn, bế tắc thì ai chả khó bế tắc. Các bạn là người xem tôi mấy năm nay rồi, các bạn nhìn thấy không, tôi trải qua bao nhiêu thứ rồi. Đợt vừa rồi là cái đợt khủng hoảng lớn nhất với cá nhân tôi, với cả với gia đình tôi luôn đấy. Tôi vẫn vượt qua đấy thôi, tôi vẫn ngồi đây với các bạn đấy thôi, tôi vẫn nói chuyện với các bạn, tôi vẫn vui vẻ hàng ngày đấy thôi. Mặc dù có người không xem tôi, có người bỏ tôi mà đi, có người cảm thấy tôi nhạt nhẽo, hay có người nghĩ là tôi bây giờ không còn là tôi nữa, tôi mất chất rồi, tôi vẫn làm đấy thôi. Và các bạn vẫn có ngồi xem tôi, chúng ta vẫn vui vẻ nhau hàng tối, có cái gì đâu, đúng không? Thế, đơn giản nghĩ như thế cho tích cực đi. Mà chưa chắc đây đã phải cái biến cố lớn nhất của cá nhân tôi đâu, cũng chả phải là cái biến cố lớn nhất của các bạn đâu. Các bạn sẽ còn trải ra qua nhiều. Tính ra xem một đời người, ví dụ như khoảng 60-70 tuổi chúng ta kết thúc một cái cuộc sống này đúng không? Kết thúc một vòng luân hồi đi. Thì tôi sống được đâu đấy khoảng gần nửa cuộc đời. Các bạn ở đây 18-20 tuổi, các bạn sống được khoảng 1/3 cuộc đời. Còn cả một quá trình dài đằng trước các bạn để chúng ta trải nghiệm cơ mà. Vội làm gì? Cái giàu nó ập đến nhanh lắm, mình không lường trước được đâu. Cái vui vẻ, cái kiểu hưởng thụ nó lập đến nhanh lắm, mình đéo cưỡng lại được đâu. Nên là thôi cứ hưởng đi các bạn, hưởng cái nghèo khổ đi, hưởng cái khó khăn đi. Rồi sau này nó sướng lắm các bạn. Thử đi, nghĩ như thế cho lạc quan nhá. Uầy, 20 tuổi mà lấy vợ rồi. Thử đi em. Sau đấy là sẽ có một bữa nhậu, em ngồi với cả hội bạn của em. Tại vì anh tin là với lứa tuổi 20 hội bạn em chưa lấy vợ đâu. Em sẽ có một câu chuyện dài. Bắt đầu từ 20 tuổi,
khi em lấy vợ, hôn bạn sẽ chăm chú nghe vải đái luôn. Tại vì nó là những câu chuyện kinh hoàng, như kiểu phim giật gân, bí ẩn, hình sự vậy em ạ. Kinh khủng lắm. Tôi bị sai lầm em ạ. Tôi ngày xưa 25 tuổi tôi mới lấy vợ các bạn. 25 tuổi tôi lấy vợ tôi còn thấy sớm. Đừng ngại khi mà bạn bè hay là họ hàng hỏi là tại sao mày chưa lấy vợ, mày có bị dẩm người không, hay là mày có bị làm sao không, hay là mày có vấn đề gì về răng miệng hay là bị hở van dạ dày hay không, mà đéo con nào yêu mày. Nó đéo phải vấn đề của người khác, nó là vấn đề của bản thân mình. Đàn ông sinh ra đã khổ rồi, chọn nhầm vợ nó còn khổ hơn các bạn ạ. Nên là bình tĩnh, tự tin, suy nghĩ vấn đề thật kỹ, phân tích một người con gái thật kỹ trước khi quyết định đấy là vợ mình các bạn nhá. Còn không ý, thì cứ yêu nhau, cứ tìm hiểu đi, không nhất thiết cứ phải là lấy nhau luôn. Người yêu em không muốn cưới vì sợ nhà nhỏ, gia đình em ngại. Thôi, kiếp thôi. Đã xác định là về ở với nhau rồi thì nhà nhỏ nhà to quan trọng gì đâu. Từ từ, nhà càng nhỏ càng có động lực. Nên nhìn người ta mua nhà to, nhìn bạn bè sắm sửa các kiểu thì mình phải cố gắng lên. Thời gian rảnh thì đi kiếm đến tiền. Ở quê tôi có ông anh chịu khó lắm. Cái quan trọng nhất tôi nghĩ là ở cái tuổi trẻ các bạn ấy, đấy là cái tôi lớn. Bây giờ nếu như các bạn cầm ra một cái tấm bằng đại học mà các bạn vẫn chưa thể xin được việc, các bạn cứ loanh quanh ở nhà, các bạn có dám đi chạy xe ôm, các bạn có dám đăng ký đi chạy taxi công nghệ hay là đi xe ôm công nghệ cao, Grab hay là GrabFood gì đấy ở ngoài đường ấy. Thế tôi hỏi, thế tôi hỏi thật một câu hỏi mà các bạn tự trả lời bản thân mình. Đây tôi biết là có nhiều người đang ngồi xem tôi, đến cái thời điểm bây giờ các bạn còn thất nghiệp, các bạn còn chưa việc làm, trong khi các bạn cầm trong tay tấm bằng đại học hay là tấm bằng cao đẳng gì đấy. Các bạn bị phân vân giữa cái việc đấy là mình phải làm cho công ty này, mình phải làm cho công ty kia, mà quên mất rằng khoảng thời gian nó vẫn đang chạy và các bạn vẫn đang ngồi đấy với tấm bằng đại học cất trong tủ. Thế nếu như mà cái quãng thời gian mà các bạn chưa xin được việc và những cái công việc mình ưng ý, hay là cái công việc mà mình đã từng học rồi, cái chuyên môn của mình rồi, thì các bạn có dám bỏ cái tôi của mình đi để chạy xe ôm, kiếm lên tiền, đi ship đồ, đi trông quán net, hay làm những cái việc gì đấy nó hơi bị thấp một chút không? Đấy, các bạn tự trả lời đi. Đấy, sự khác nhau của một con người nó sẽ như thế đấy. Người ta cố gắng, cái việc đấy không phải là cái việc mà các bạn sẽ đi học, các bạn đi làm để các bạn kiếm lên tiền. Đúng, kiếm lên tiền nó là một vấn đề, nhưng mà học kinh nghiệm, học giao tiếp và có thêm những cái mối quan hệ mới nó lại là một vấn đề khác. Nếu như mà các bạn đi phỏng vấn ở những cái công ty lớn thì người ta sẽ thường người ta nói là em làm được những gì và em đã từng trải qua những cái gì rồi. Em ra tưởng em chưa trải qua cái đéo gì cả. Mặc em mới tinh, anh nhìn thấy không? Có mỗi dấu vân tay của em. Cút. Về em ra trường em từng đi chạy xe ôm, em từng đổ mực máy in, em từng học cả thiết kế, em có đi làm ở mấy công ty để làm thêm kinh nghiệm. Tốt, đánh giá cao vậy đây luôn. Cách nói chuyện các bạn khác mẹ rồi, tại vì các bạn gặp, các bạn giao tiếp nhiều người, các bạn không ngại, các bạn không e dè. Còn những người mà vẫn đang ngồi ở nhà mà đến khi phỏng vấn ấy, tôi đảm bảo các bạn luôn, người ta nhìn thấy luôn là các bạn đang run, người ta nhìn thấy luôn là các bạn rụt rè, và đấy là người ta đánh điểm thấp các bạn xuống đấy. Đấy là tôi nói thế thôi các bạn nhá, tùy các bạn suy nghĩ nào, tự trả lời câu hỏi của bản thân mình thôi. Tôi trải qua rồi thế. Trông tôi nhảy thôi, nhưng mà ngày xưa tôi làm nhiều việc lắm các bạn ạ. Nhiều kinh khủng luôn, từ những cái việc lặt va lặt vặt cho đến thời điểm bây giờ. Nếu như nhìn lại khoảng 10 năm thay đổi con người tôi là một quá trình rất dài để tôi có một ngày hôm nay khi mà tôi ngồi đây, mà nhiều người nói là tôi làm nghề ăn xin online. Đúng, tôi ăn xin online đấy. Nhưng mà để có một cái chỗ mà tôi ngồi ở đây tôi nói chuyện với các bạn về cái quá khứ của tôi khi mà tôi vẫn đang làm cái nghề ăn xin online như thế này ấy, là tôi trải qua một quá trình rất là dài và những cái bài học kinh nghiệm đấy tôi phải ngồi tôi nói được với các bạn. Tôi trải qua để tôi không phải là một thằng bốc phét. Tôi bốc phét các bạn biết ngay. Tôi bốc phét một cái là hôm sau có bạn bè các thứ của tôi ngày xưa chơi cùng lên là bóc phốt tôi ngay. Thằng độ Misi vừa xàm lìn về mấy cái câu chuyện này, bóc phốt tôi trên mạng và người share rầm ngay. 4 năm làm nghề tôi bốc phét rồi các bạn, nhiều vãi đái ra nhưng mà đéo có ai bóc phốt tôi cả. Đúng rồi, những câu chuyện tôi là thật. Thế thôi, đúng không? Anh ơi, em đang phân vân giữa cái là tuổi trẻ ta nên tiết kiệm cho tương lai hay là chơi hết một phần tuổi trẻ. Ui, câu hỏi này hợp lý vậy đấy. Anh không biết khuyên em nhỏ đâu, nhưng mà những cái gì mà anh đã trải qua thì từ khi mà anh bắt đầu đi làm ra khỏi trường, không, từ lúc là anh đi học anh đã bắt đầu làm thêm rồi, đến khi anh lấy vợ nhá, anh chia ra từng mốc thời gian nhá, anh đéo để được một cái đồng nào cả. Đấy, mặc dù lương tháng của anh hồi còn làm văn phòng mà chưa lấy vợ, lương khoảng 5 triệu rưỡi một tháng, đéo để lại được một cái đồng nào cả các bạn ạ. Nói thật với cả các bạn luôn, đéo phải là tôi không muốn tiết kiệm đâu, mà tôi đéo tiết kiệm được. Mẹ suốt ngày lo mấy cái chuyện tiền nong, xong rồi ăn uống, xong rồi nhà cửa, xong rồi thỉnh thoảng mua điện thoại trả góp các thứ, tiền đéo đâu ra nữa. Lúc ấy chỉ nghĩ là hàng tháng làm sao cho đủ được tiền tiêu, chứ đéo tưởng nghĩ đến cái chuyện tiết kiệm ra được bao nhiêu tiền. Hoặc là có lẽ tôi tiết kiệm kém. Sau đấy khi tôi lấy vợ ấy thì có bư nhá, cảm ơn em nhiều. Hồi tôi lấy vợ ấy là lúc ấy tôi bắt đầu chết đồ xế rô rồi, thì tôi có đâu đó khoảng 18 triệu.
Ừ đúng rồi, hồi tôi lấy vợ tôi có khoảng 18 triệu. Tôi còn khoe vợ tôi mà, ấy là 18 triệu đấy. Anh với cả em sẽ cùng nhau tiết kiệm 18 triệu sẽ đẻ rất nhiều tiền. Xong rồi cưới phát hết mẹ tiền luôn. Đen vậy đái luôn. Thế mua sắm rồi chụp ảnh cưới rồi là mấy cái đồ linh ta linh tinh những cái kiểu. Đéo hoạt động nào cả. Xong rồi dần dần mới tiết kiệm dần. Mà tin thôi đi, với cái thu nhập khoảng tầm chục triệu với cả là dưới 10 triệu như anh em mình mới ra trường ấy, thì nó tiết kiệm nổi đâu các bạn ạ. Mà tiết kiệm nhiều quá nó thành kiểu, nó thành một con người nó bị thu hẹp lại ấy. Thà thôi cứ tiêu nó phóng phóng một tí, mỗi tháng mà tốt thì tiết kiệm được khoảng 500 một triệu thì càng tốt, còn không thì sống như tôi ấy, đéo để đồng nào. Như bạn bè đi nhậu xong bảo ui thôi đéo có tiền đâu đéo đi nhậu đâu, dần dần bạn bè xa cách đéo chơi với nhau nữa. Ừ đấy, kiểu kiểu thế. Mấy cái thằng bạn mà khố rách áo ôm mà từ ngày xưa ấy, cái hồi sinh viên ấy, cái thời học cấp 3, sau này còn duy trì được với nhau, còn chơi được với nhau ấy, đến lúc lớn lên rồi sẽ giúp đỡ nhau rất là nhiều các bạn ạ. Tại vì trải qua một quá trình chơi nhau dài rồi, 5-10 năm biết mẹ hết tính nhau rồi, chấp nhận được khuyết điểm của nhau thì mới chơi được với nhau. Mà vẫn thần thân nhau đến cái lúc lớn này thì các bạn yên tâm là sau này nó sẽ giúp được mình. Hoặc là mình có thành công thì mình cũng sẽ giúp đó mà thôi. Tại vì quá khứ đã lớn lên với nhau rồi thì tất nhiên là hiện tại kiểu gì cũng sẽ phải đỡ đần nhau rồi. Đừng thu hẹp cuộc sống làm gì các bạn ơi. Sống thì nó bí lắm, sống thì nó tù lắm. Sống thì tự bóp chết mình đấy. Tạm biệt anh một thời gian, ngày mai em nhập ngũ buồn quá. Ơ sao lại có cái đợt bốc đi nghĩa vụ quân sự ở đây nhỉ? Cuối năm, à ơ đúng rồi, thỉnh thoảng thiếu quân là bốc một đợt đầu năm, bốc một đợt cuối năm đấy. Tôi chia sẻ và tâm sự với các bạn rất nhiều rồi là tôi ước là tôi có thể quay trở lại năm tôi 27 tuổi, khi mà tôi còn trẻ, khỏe và tôi không bị đau lưng như bây giờ, để tôi xung phong đi nghĩa vụ quân sự. Nhưng mà thôi tuổi các ông ấy, có nhiều ông bây giờ cứ ra trường xong đôi nết hỏi tôi là anh ơi tôi nên đi nghĩa vụ quân sự không, sớm muộn thì đi được không ạ. Thật nên đi khoảng 2 năm rồi về. Người ta bảo 2 năm đi lính nhưng mà rất ngủ trưa ấy mà các bạn, đi xong về lại nhớ. Tôi khoe với các bạn cái ảnh mà tôi cầm cầm cái bát xếp hàng ăn cơm với cả mấy anh em ở trong bên bộ cái gì nhỉ, ở bên đặc công chưa nhỉ, vui vãi trưởng không ạ. Tức là đến giờ ăn cơm nhá, anh em phải ra xếp hàng cầm mỗi người một cái bát với cả một đôi đũa đấy, ngồi đấy điểm danh, điểm danh không được vào ăn cơm, xếp hàng vào ăn cơm của mình nề nếp các lắm các bạn, chuẩn chỉ lắm. Ăn cơm rồi ra điểm danh xếp hàng để về phòng. Wow, đỉnh cao rồi đấy. Đấy, rèn từng tí một như thế cơ mà các bạn, thì các bạn mới nên người được chứ. Chứ cứ để các ông lông ba lông bông ở bên ngoài ấy, sợ vãi cả đái ra. Công cứ thử. Bây giờ nha, ví dụ các ông học xong đúng không, các ông thi đại học xong, các ông đang có một quãng thời gian lông bông, các ông xem ở nhà 10 thằng phải 3 thằng hỏng là ít. Đây là chỗ khác tôi không nói nha, ở trên quê tôi ở Cao Bằng ấy, tệ nạn nhiều vãi cả đái ra. Cái xóm nhà tôi nghiện gần hết. May tôi là thằng đi du học ở dưới Hà Nội, tôi còn né được cái chứ bạn bè tôi đi nhiều vãi trưởng rồi các ông ạ. Đéo né được đâu, kinh khủng lắm. Bắt buộc phải đi nghĩa vụ à? Tôi chưa đi bao giờ nhưng mà tôi không biết đâu nhá. Hình như mà nếu như mà các bạn mà công tác ở trong cái thời gian đi nghĩa vụ mà các bạn công tác tốt thì hình như là còn được giữ lại luôn hay sao, xong về sau được vào biên chế ra đúng không? Tôi không rõ lắm. Nhưng mà nếu như mà không có gì làm thì đi nghĩa vụ được. Đi nghĩa vụ có mấy cái lợi, trước tôi phân tích cho các ông rồi là vào đấy người ta dạy cho các ông nhiều thứ lắm, trồng trọt chăn nuôi này, chịu đòn này, nói chung là nhiều thứ lắm, rèn luyện sức khỏe các thứ, chuẩn chỉ. Đến cái chuyện mà các ông gấp chăn màn nữa, đây mẹ chắc có nhiều ông ngủ dậy còn đéo thèm gấp chăn, bừa bộn vãi trưởng ra. Tôi cũng thế, nhưng mà đấy là ngày xưa thôi, bây giờ vợ tôi gấp cho tôi rồi. Ngày xưa tôi lười gấp chăn lắm các ông ạ, nhục lắm á. Úi dồi ôi, phải chịu khó thì nó mới nên người được chứ. Ông cứ muốn cái cuộc sống bình bình thì bao giờ các ông mới trưởng thành được. Mà nhá, nếu như mà các ông cứ gom dần vào một cục ấy thì biến cố nó sẽ lớn lắm. Nên các ông cứ từ từ đi. Đấy, cứ kiểu nếm trải từ từ đi thì nó sẽ đều đều, hiểu chưa? Giống như tôi này, từ đầu năm đến giờ đang yên bình này, chẳng có cái gì cả. Cuối năm bùm một phát, bùng lổ mẹ luôn, ăn quả hạn thị phi to vãi cả đái ra, chạy đéo kịp. Bây giờ nhiều người ra ngoài đường là nhiều người nhìn tôi với ánh mắt khác lắm các bạn. Nhiều người là xì xào bàn tán ấy, biết thằng kia không? Đấy, thằng dân tộc Tày đấy. Đấy, ông Trương vừa bị lên TV đấy. Còn Tuấn Hiệp nhá, còn bạn nhiều. Mệt lắm, đéo làm gì được cả. Em năm nay lớp 9, năm sau thi rớt thì làm gì kiếm tiền cho ba mẹ. Cái hiệp đầu tiên là tắt live stream đi ngủ đi mẹ ơi, đúng. Đọc bộ cái chữ ở trên này cái. Sờ chim có sử dụng ngôn từ không phù hợp với các cháu nhỏ, vui lòng chuyển kênh khi chưa đủ 18 tuổi. Lớp 9 donate làm đéo gì để người ta lại chửi tôi ra. Tại sao bây giờ tôi bảo các bạn là tôi không nói bậy nữa rồi, nhưng tôi vẫn bật những cái chữ này ở trên. Tại vì tôi biết là thỉnh thoảng tôi vẫn cứ lỡ mồm tôi nói các bạn ạ. Với
cả là những cái câu chuyện của tôi ấy, thỉnh thoảng là nó vẫn đéo phù hợp với các cháu nhỏ dưới 18 tuổi đâu. Chả có một cái kênh đéo nào nói hết về mấy cái chuyện tâm sinh lý, rồi là mấy cái chuyện bệnh lậu sang mai, rồi là bùi trĩ, rồi là thối chân thối nách kiểu kênh tôi cả. Và những cái câu chuyện đấy nhiều khi các bạn chưa hấp thụ được khi các bạn chưa đủ 18 tuổi. Chia sẻ thẳng với các bạn như thế luôn, chứ không phải cái vấn đề là nói bệnh không. Được chưa? Tôi biết nha, cái lứa tuổi của các ông ấy, cái lứa tuổi kiểu tầm 20, 25 tuổi ấy, có những cái câu chuyện các ông đéo thể chia sẻ được với anh em trong nhà đâu, đéo chia sẻ được với bố mẹ đâu, nhiều khi bạn thân còn không chia sẻ được với nhau đâu. Lên đây chia sẻ với tôi có kinh nghiệm gì tôi truyền lại cho các ông nhá, một cách văn hóa nhất, đéo bệnh bạ gì cả. Nó là tốt chứ không phải là xấu. Nó một tí đi vui nhá. Sắp sinh nhật Tùng Hổ định làm gì không ạ? Anh không, với anh ấy, sinh nhật của những cái bọn trẻ con mà nó dưới 5 tuổi ấy, nó là cớ để cho người lớn mình tụ tập và uống rượu nhậu nhẹt thôi. Xong rồi khổ ai? Khổ chị em phụ nữ. Ra hàng, ra quán làm thì tốn tiền, mà nếu làm ở nhà thì các ông toàn ngồi uống rượu, xong say mẹ rồi các ông lên ngồi uống nước, ngồi uống trà, xong các ông ăn hoa quả. Chị em lại chẳng biết lên dọn dẹp. Thế thôi làm làm đéo gì. Tôi cứ mua một cái bánh nhỏ nhỏ, xong rồi mua về nhà, xong cho nó thổi happy birthday, xong cả nhà chụp cái ảnh ăn với nhau, tươi tươi bình thường ở nhà. Thế là được rồi. Còn khi nào mà lớn lớn lên rồi, khi mà nó kiểu 5 tuổi hay 10 tuổi rồi, nó biết nhận thức rồi, lúc đấy thì tổ chức cho nó sau cũng chẳng làm sao cả. Tôi đi sinh nhật nhiều lắm. Có ông con được 1 tuổi chưa biết cái đéo gì, chưa biết bò, chưa biết đi. Chưa biết đi. Bế trên tay. Ê, cô chú Yến chúc mừng sinh nhật con nhé. Mình đến đéo biết mua gì cả. Theo gì, anh em bạn bè đi làm phong bì thôi, mình làm phong bì. Đi ăn uống, uống rượu bét về nhà, xong rồi hai mẹ con thì lại về nhà. Thằng bố nó thì đi hát. Ui dồi ôi. Thôi tổ chức làm đéo gì các bạn. Nhờ, yeah, lớn lớn rồi tính ông bà quốc nha, không bạn nhiều. Già mè nhá. Mình người lớn mình tổ chức còn hợp lý. Còn trẻ con thì cả gia đình kiểu cả nhà làm với nhau một tí, có cái ảnh làm kỷ niệm thì là được rồi. Tính tôi nó đơn giản thế các bạn, cầu kỳ làm gì. Anh Đỗ ơi, nghĩ sao về việc bố mẹ luôn so sánh mình với con nhà người ta? Cố gắng lên em ơi, thành công là câu trả lời cho tất cả mọi người, không cần phải nói gì cả. Cá nhân anh cũng thế thôi, ngày xưa anh học dốt, anh nghịch, mọi người cũng chê anh là có tương lai và sau này anh sẽ trở thành thằng này thằng kia, so sánh anh với thằng này thằng nọ, anh quan tâm. Và sau này anh làm, bây giờ anh là thằng, anh nói thẳng luôn, bây giờ anh là thằng có tiền. Thế thôi, nói gì đếm xỉa gì cả, thích nói gì thì nói. Mình lo được cho mình lo được cho gia đình mình lo được cho mẹ mình. Khi mà mẹ mình về già dần rồi, con mình lớn lên dần rồi, gia đình nó đề huề hạnh phúc, có của ăn của để, thế là được. Không cần phải trả lời em, người ta tự hiểu. Rồi lúc đấy những người nói em sẽ quay ra tự nịnh em. Em có tin không? Cuộc sống nó buồn cười thế. Có những người ngày xưa coi anh ra một cái gì cả, có những người cả chục năm đến giờ liên lạc, tự nhiên gọi điện nhắn tin hỏi thăm, cứ vẫn trả lời thôi, chả làm sao cả, vẫn nói chuyện với nhau như bình thường thôi. Nhưng mà mình vẫn giữ một cái khoảng cách, và mình biết được là người ta là con người như thế nào rồi, thế là được rồi. Chứ còn cãi đi cãi lại thì hóa ra mình là chả bằng người ta à, đúng không? Ra ngoài xã hội cứ rình rinh lừa tiền người ta. Là thằng đàn ông nhá, bước ra ngoài xã hội ấy, người có lấm lem như thế nào, bàn tay có bẩn như thế nào ấy, quan trọng là phải kiếm được đồng tiền sạch các ông ạ, để không hổ thẹn với cả bản thân. Đã kiếm được tiền sạch rồi, cái suy nghĩ của con người, cái phẩm chất của con người nó sẽ khác, và sẽ chơi được với những con người khác. Nếu như bạn mà suốt ngày cứ sống lươn la lươn lẹo thì bạn chỉ chơi được mấy thằng lươn lẹo thôi. Tại vì những cái thằng tính nó thẳng, cái tính nó thật ấy, nó nhìn phát là mày biết ngay thằng lươn lẹo bố mày đéo thích chơi với mày, thế cho nó nhanh. Thế dần dần xung quanh bạn bè của bạn toàn những cái thằng cứ lìu tìu như các bạn, đúng không? Chả khác gì cả. Nhưng mà nếu như mà các bạn trở thành một con người tốt, nếu các bạn cầu tiền thì sau này bạn bè các bạn cũng thế. Như tôi bây giờ này, lớn rồi biết chọn bạn mà chơi, mà mình chỉ chơi với những thằng nào mà chơi đẹp thôi, chứ mình đi chơi với mấy thằng sống bẩn làm gì. Những thằng đấy là những thằng sẽ bị đào thải khỏi cái xã hội này và tự chơi với nhau. Còn nếu như mà mình đã chơi với những thằng mà kiểu nó chất chơi người rơi ấy, nó sống đẹp ấy, sau này mình giúp nó giúp mình, đấy là cái chuyện cộng sinh ở trong xã hội, nó là chuyện bình thường, đúng không? Ê, sống chuẩn mà các bạn ạ. Tại sao người già lại hay chửi hay cáu á? Tại vì khi mà bản thân mình càng lớn rồi, mình lại có càng nhiều cái áp lực trong cuộc sống em. Khi mà mình còn bé, mình chưa biết được cái giá trị đồng tiền nó như nào, mình chưa biết được là cái hóa đơn điện nước, tiền internet, xong rồi mấy cái tiền chi tiêu trong gia đình nó sẽ ảnh hưởng đến cái não bộ của mình ra sao, là mình suốt ngày mình phải lo đầu, mình phải cân bằng chi tiêu. Lúc bé mình có biết mấy cái đấy đâu, bố mẹ lo hết mà. Xong đến với ra trường rồi, xong rồi bắt đầu đi kiếm ăn rồi mới thấy nó khổ như thế nào.
Đến lúc lấy vợ rồi lại phải lo cho gia đình, đến lúc có con rồi lại cái mục đích sống mình thay đổi, lại phải làm sao cho đứa con nó học hành đầy đủ, nó được bằng bạn bằng bè, nó được nuôi dưỡng và lớn lên trong cái môi trường nó tốt nhất. Đấy, nó đau đầu là như thế. Và tất cả những áp lực này nó đè lên cái bộ não của mình. Và chỉ có một cái chuyện nhỏ nhỏ thôi khiến con người bị cáu bẩn, bị khó chịu. Có nhiều bạn cứ bảo là ơi, chia tay người yêu buồn, chia tay người yêu đau. Đấy nó chỉ là một cái cảm xúc rất nhỏ trong vô vàn cái cảm xúc ở cuộc sống thôi các bạn. Cảm xúc mà bất lực, cái cảm xúc tuyệt vọng, cái cảm xúc đi vào đường cùng, cảm xúc bế tắc. Tìm được một cái hướng đi trong cái cuộc sống này để cân bằng được cái tài chính bản thân mình làm ra, nó còn đau hơn nhiều so với cảm giác mà các bạn bị thất tình các bạn. Cảm giác nó bình thường các bạn ơi. Xong rồi ra chả có nào giữ được một cái đầu lạnh mà có thể tự tin vỗ ngực nói là tao bao giờ tao cáu bẩn với người khác, tao bao giờ thì cảm thấy áp lực cái cuộc sống này cả. Tất cả nó là sầm các bạn. Càng già rồi các bạn sẽ càng thấy nhiều vấn đề trong cái cuộc sống này mà mình phải giải quyết. Không ai giải quyết được cho mình cả. Anh độ nhiều tiền suốt ngày mua máy ảnh á. Tôi không nhiều tiền, nhưng mà tôi đi bước qua cái giai đoạn là tôi đi cày kéo để tôi kiếm tiền rồi. Và bây giờ tôi lại quay trở lại với những cái đam mê của tôi ngày xưa được rồi. Còn sau này các bạn cũng sẽ như thế mà thôi. Đến một cái quãng thời gian nào đấy các bạn sẽ dừng lại, các bạn từ bỏ những cái đam mê của mình. Giống như tôi ngày xưa ấy, tôi phải bán cả laptop, tôi bán cả máy ảnh các thứ ấy để tôi lo cuộc sống mưu sinh của tôi. Nhưng mà sau này khi mà tôi quay lại, tôi kiếm được tiền rồi, tôi có của ăn của để rồi, thì lúc đấy tôi lại quay lại tôi chơi những cái gì mà tôi thích. Đấy, các bạn muốn như thế không? Thế thì cố lên, kiếm tiền thôi, có gì đâu, đơn giản mà, không chán đời nhá. Đừng nhìn vào người ta mà bắt đầu thắc mắc là tại sao người ta nhiều tiền, hay là người ta giỏi, hay là người ta như thế nọ. Tôi không nói là tôi giỏi, tôi nhiều tiền nhá. Nhưng mà các bạn đừng nhìn vào người ta xong là tự đặt ra một câu hỏi là thằng này may mắn, thằng này xuất phát ở vạch đích, thằng này số sướng. Đằng sau đấy nó sẽ là một câu chuyện dài. Các bạn chắc chắn là sẽ biết trước được người ta sẽ trải qua những cái gì đâu, đúng không? Có một cái thời gian nào đấy người ta sẽ cực kỳ vất vả, người ta sẽ khổ sở. Xong đến một thời gian đấy người ta sẽ hưởng. Còn nếu như mà bạn hài lòng với cuộc sống bạn bây giờ, nó cứ bình thì mày sáng ra khỏi nhà, tối lại quay về nhà, xong rồi lương tháng văn phòng khoảng 6 đến 8 triệu một tháng như thế là hài lòng rồi. Không, ta nghĩ khác. Có sự cố gắng thì sẽ được đánh đổi bằng thành công, thế thôi. Em ạ, có nhiều người ta may mắn, à nhầm, người ta bất hạnh. Người ta sinh ra và lớn lên trong một cái gia đình không có bố, hoặc là không có mẹ, hoặc là không có bố và cả không có mẹ. Người ta sinh ra ở vùng núi, người ta sinh ra ở biên giới hải đảo, người ta sinh ra trong những cái gia đình thực sự là nghèo và phải lao động chân tay từ đời này qua đời khác. Em được ban cho một cái cuộc sống đầy đủ, chân tay não bộ phát triển đầy đủ và lớn lên được đến lúc này để dùng internet và xem được stream của anh là một cái may mắn và một cái lợi thế hơn rất nhiều người rồi. Mà bây giờ em lại còn vì cái chuyện tình cảm, vì một đứa con gái chưa là cái gì của nhau cả, người yêu cũng đéo biết phải hay không, vợ thì chắc chắn là đi phải rồi, mà em quên đi hết cả những cái gì mà bố mẹ em đã ban phát cho em, cái cuộc sống này đã tặng cho em. Em hơn rất nhiều người mà bây giờ em nghĩ đến cái chết, em nghĩ có thể đáng không? Đáng một tí nào. Anh tin chắc là bố mẹ em nuôi em lớn đến như thế này, tốn bao nhiêu tiền, bao nhiêu cơm, bao nhiêu gạo để em... Bố mẹ em biết được là sẽ có một ngày bố mẹ em không còn sức lao động nữa. Và em sẽ là người dìu bố mẹ em đi hết cái cuộc đời này. Nhưng mà bây giờ khi mà em đến cái tuổi có sức lao động rồi, có học thức rồi, và bắt đầu đến cái tuổi đi kiếm tiền rồi, thì em lại vì một đứa con gái đi đâu vào đâu để tự tử. Em nghĩ có hợp lý không? Em nghĩ có thấy thương bố mẹ em không? Nếu câu trả lời của em là đúng ấy, thì thôi, hãy bật nhạc khác đi. Cuộc sống này nó buồn cười lắm. Nhiều khi anh cứ nghĩ là nó sẽ lấy của mình cái gì đấy đi và nó bù đắp một cái gì khác lại, nhưng mà nó không đúng với tất cả mọi người. Và tất cả những cái biến cố trong cuộc đời này, dù nhỏ hay dù lớn rồi, cũng sẽ có ngày mình phải trải qua. Chả ai đi trên một cái con đường trải thảm từ đầu đến cuối cả. Nếu có thì là vẻ bên ngoài thôi, cái câu chuyện sâu bên trong thì không ai biết. Cái chuyện lấy vợ sớm hay là lấy vợ muộn ấy, nó quan trọng không ạ? Cái quan trọng là có lấy đúng người hay không? Sinh ra là đàn ông nó đã khổ lắm rồi, đừng chọn cho mình một tấm vợ sai các bạn. Bình tĩnh thôi, từ từ thôi.
hãy chọn cho mình một người phụ nữ chuẩn để đi theo mình đến hết cái cuộc đời này. Đừng chọn một người phụ nữ vũ phu, đừng chọn một người phụ nữ không chung thủy, đừng chọn một người phụ nữ hay cắm sừng lên đầu mình. Đừng lấy vợ về và cao thêm một gang nữa nè, cứ từ từ thôi, vội làm cái gì, khổ lắm. Có bao giờ các bạn ngồi nghĩ tại sao trong ngày lễ tình nhân mình lại ngồi nhà một mình không? Có phải trong cuộc sống này bạn bỏ qua nhiều điều quá? Đôi khi có cơ hội đi qua mà các bạn không nắm lấy. Cảm ơn rồi. Có những người thích bạn nhưng bạn lại đi thích người khác để vượt qua hạnh phúc của mình. Biết đâu đây trong cái cuộc sống này các bạn nhút nhát quá, các bạn không dám tỏ tình và người ta lại đi yêu người khác. Để biết đâu đấy, chỉ vì một phút là bạn nóng giận thôi hay là một phút thì đấy bạn đánh lất cái hạnh phúc của mình vì một câu nói hay chỉ vì một cái tin nhắn. Có đúng không? Đây là lý do tại sao các bạn ngồi đây xem được chim mình giờ này, ngày này. Em nói chuyện với bạn kia hơn 2 tháng rồi. Em muốn tỏ tình với bạn đó thì phải làm sao anh? Em đã yêu người ta thật lòng chưa hay là nó chỉ là một cái tình quảng thoáng qua mà thôi? Không biết là em trẻ hay là em già rồi hay là em bao nhiêu tuổi rồi, nhưng mà có những cái tình yêu người ta gọi là tình yêu bọ xít ấy. Nó chỉ là thoáng qua hay là em ngộ nhận mà thôi. Còn khi mà em cảm thấy là yêu thật lòng rồi thì em nói thẳng vào mặt nó cái gì đâu. Là tao thích mày, tao cảm thấy yêu mày, là tao không muốn, là tao chỉ muốn mày là của cá nhân tao thôi. Em nói thẳng như thế, xem cá nhân nó làm sao thôi. Còn không thì nó là một cái vấn đề khác. Nó không thích em thì em phí thời gian với nó làm gì. Cái cuộc sống này, anh nói thật với em không biết được ngày mai em như thế nào đâu. Thật, ngày mai có thể chiến tranh, ngày mai động đất, ngày mai thế này thế kia, em chết mà không biết. Anh nói thật với em thế. Em tận dụng hết tất cả những gì em có đi. Đừng có phải ngồi phí thời gian làm gì, ngồi lưỡng lự. Em đừng có lưỡng lự bất cứ một cái vấn đề gì cả. Ước mơ cuộc sống như nó. Nhưng mà các bạn ạ, nếu như các bạn sống trong cái cuộc sống này, các bạn đừng mơ ước mơ hay là so sánh thành một người khác. Tại vì mỗi người sinh ra đều có một cái số phận và một cái mảnh đời khác nhau rồi. Bạn được cái này thì bạn sẽ mất cái kia, và mất cái này thì bạn sẽ được cái kia. Cuộc sống nó là bù trừ mà các bạn. Đến tận bây giờ có ai nói là các bạn hài lòng với cuộc sống này không? Các bạn có hạnh phúc không? Hay là các bạn có cảm thấy vui vẻ với cuộc sống này không? Không ai dám trả lời là có và ai dám trả lời là không cả. Tại vì chính bản thân mình cũng biết được là cuộc sống này nó sẽ... Nếu kiên trì thì có rớt con dao động chút nào không em? Bọn con gái ấy, cá nhân mình thấy là có cái chuyện mà cưa lâu nó sẽ đổ đâu. Mà nó sau đầu nó đã chỉ thằng nào là nó ăn thằng đấy rồi. Còn nó thích bạn là nó đang lưỡng lự, nó đang đợi đi xem có thằng nào khác đẹp trai hơn không, giàu hơn không, có tương lai hơn không. Chứ còn thích bạn thì nó chốt nhanh rồi. Cái thời đấy có phải thời như ngày xưa đâu, mình cặp đi tìm trâu. Thời đấy thích là chúng nó đớp luôn à, nguy hiểm. Đã bảo rồi, chúng nó toàn lừa, chúng nó có bầu thôi, xong cũng bỏ mình, mình đau khổ, mất cái chính đẹp trai rồi. Anh Độ, em vừa tỏ tình với cờ đớt thì người ta bảo sai thời điểm. Bây giờ em có nên tiếp tục đưa cẩm người ta nữa không hay là nên cút đi đây ạ? À? Em cút đi luôn hộ anh cái. Thật. Sai. Thích thì nói câu đi, đỡ người ta mất thời gian. Sai thời điểm. Bây giờ nhá, anh bảo em biến mất ngay khỏi ánh mắt của người ta. Biến mất luôn khỏi suy nghĩ và biến mất luôn khỏi những cái gì mà mẹ liên quan đến người ta. Rồi sau có thể là 2 năm, 5 năm, 10 năm rồi sẽ có một ngày người ta nghĩ lại. Người ta thấy đấy đúng, thực sự là đúng thời điểm mà mình vừa vụt mất thì một người con trai tốt. Còn nếu như khoảng 5 năm, 10 năm sau mà thấy người ta mày có con, có vợ thì à có chồng, xong rồi đẻ con cháu đầy đàn, sống hạnh phúc ấy, thì lúc ấy anh xin lỗi em, anh sai. Thế thôi. Ghét kiểu bọn gái hay là mất thời gian của con trai ấy, nhất là trong chuyện tình cảm ấy. Thích thì thích, thích thôi, nói luôn đi. Em ở nhà bao việc. Em có đứa bạn mới chia tay người yêu xong nó chán ăn bỏ bê tất cả mọi thứ, em khuyên nó như thế nào? Chịu em ơi. Mấy thằng ngu thì chịu. Anh nó thẳng luôn, ngu. Cuộc sống đẹp ra đéo sao phải đi ủ rũ với cả làm ảnh hưởng đến những người xung quanh chỉ vì một đứa con gái. Anh thấy buồn cười. Cảm ơn Hoàng Hòa nhé. Ngày xưa anh có một cái thời gian thế,
cũng đã từng trải qua đau buồn là như thế nào, thất tình là như thế nào, khổ đau là như thế nào, anh trải qua hết rồi. Và sau khi anh trưởng thành rồi, anh nhìn lại anh thấy bản thân mình buồn cười, hiểu tại sao mình lại làm như thế. Đánh được thì đánh chết. Sao những cái thằng mà mày yêu say đắm một người, luôn chạy theo một người con gái, về sau đều trở thành những thằng bad boy? Tại vì người ta đã quen với cái cảm giác bị tổn thương rồi, người ta chai sạn trái tim rồi. Nên là những lần sau dù có bị bỏ hay dù bị chia tay, người ta có cảm giác gì nữa em? Bình thường. Bây giờ em vượt qua cảm giác này đi, xong rồi lần sau rồi em gặp lại cảm giác này luôn. Mỗi người chỉ có một lần sâu đậm trong đời và một lần bị tổn thương sâu sắc thôi. Còn mấy lần sau là tổn thương vu vơ, vết sẹo ngoài da em ạ. Nhá. Khổ. Suốt ngày yêu đương các kiểu, kiếm tiền đi. Trời ơi. Cảm ơn Tấn Phát nhá. Lo bản thân mình còn chưa xong, cứ đi lo chuyện yêu đương nhăng nhít vớ vẩn. Ở trên thế giới này ấy, luôn có một người nào đấy, dù bạn xấu nhưng mà vẫn có những người nhìn bạn với một con mắt khác và nhìn thấy cái vẻ đẹp tiềm ẩn trong cơ thể của bạn. Có ai có người yêu xong rồi là ngại khoe người yêu ra với bạn bè mình tại vì nghĩ là người yêu mình xấu á, đầy ông như thế ra, nhưng mà thực ra người yêu bạn rất là xinh đấy. Hoặc là xấu thì xấu thật, nhưng mà đấy là với con mắt của mọi người, nhưng mà bạn nhìn người yêu bạn là bạn thấy xinh. Tạo hóa này nó tạo ra nó sẽ có hai cặp nó khớp vào đường với nhau, nó gọi là mắt với nhau đấy, kiểu đấy. Thế mình nhìn thấy xinh à, tự tin lên không sao đâu. Anh có nghĩ rằng trong chuyện tình cảm người nói lời chia tay luôn là người tệ nhất không? Ui dồi ôi em ơi, không. Em ạ, chia tay nó phải có lý do. Mà lý do nó là gì thì người ở trong cuộc thì mới biết, chứ người ngoài giá được. Nó phải đến một cái mức độ nào đấy người ta mới nói chia tay chứ. Phải yêu nhau sâu đậm, nhớ nhau, tự nhiên đùng cái chia tay không phải dễ thế đâu. Cái cảm giác mà nó bị kiểu nó bị chi phối bởi thói quen ấy là nó khó chịu lắm. Cứ hàng ngày cứ nhắn tin, xong rồi cứ hỏi thăm, xong rồi là cứ có người quan tâm, xong rồi quan tâm lại người khác ấy. Nó là một cái gì đấy nó ăn sâu vào não trong cái cuộc sống này rồi, nên là tự nhiên dễ dàng nó buông bỏ như thế đâu các bạn ạ. Trừ khi sau này những cái đấy nó trở thành áp lực, nó nhàm chán dần đi, xong rồi cảm giác nó mệt mỏi với những cái tin nhắn đấy, là lúc ấy người ta có dấu hiệu bị chán hết đấy. Người yêu cũ em giờ ghét cay ghét đắng là như nào thì thôi, người ta ghét mình thì thôi, mình đéo xuất hiện trong cuộc sống người ta nữa là được. Em còn yêu người ta à? Sao em để ý người ta thế? Quê. Thế còn yêu người ta sao lại chia tay? Yêu người ta xong biết trân trọng. Yêu người ta xong ngày xưa ông giữ người ta để cưới người ta đi. Ui ôi ôi tiếc. Bỏ nhau rồi đừng để ý đến nhau làm gì. Coi nhau là những người bạn vô tình gặp nhau là chào nhau một cái là được rồi. Thế còn cứ thỉnh thoảng chia tay nhau rồi cứ vào để lại check Facebook, xong thỉnh thoảng lại đọc lại tin nhắn, xong lại xem lại mấy cái ảnh cũ, xong lại ngồi hồi tưởng lại quá khứ là ngày xưa yêu như này. Ừ, chính ra là lúc đấy mình thế này mình thế nọ. Nó là quá khứ cả rồi. Kể cả ngày hôm nay nhìn lại ngày hôm qua nó đều là kỷ niệm nha các bạn nhá. Đừng có tiếc nuối làm cái gì cả. Đã qua rồi thì thôi. Tại sao có một số đứa con gái cứ gieo hy vọng rồi dập tắt luôn? Bản năng của phụ nữ là luôn muốn người khác nó để ý vào mình mà em. Thật kiểu như thế. Càng nhiều người quan tâm, càng nhiều người kiểu để ý đến bản thân mình, càng tạo cho cảm giác mình, tức là nhiều người thích mình ấy. Cứ kiểu thả thính xong nhiều người thích mình ấy, thì càng cảm thấy mình đặc biệt ấy. Không phải hầu hết các bạn con gái đâu nha, nhưng mà nhiều bạn con gái thế, thích người khác để ý mình, nhất là khác giới. Nên là con gái hay kiểu có những hành động hơi khó hiểu. Em buồn quá, em không có người yêu anh ạ. Em ơi, không có người yêu là một niềm hạnh phúc em ạ. Độc thân nó vẫn luôn là một cái gì đấy nó hấp dẫn. Đến bản thân anh đây còn đang thích độc thân này em. Nhưng mà không, anh là bạn ván đã đóng thuyền rồi em ạ. Khổ lắm. Người ta ở trong chán ngoài thèm mà. Không có vợ có người yêu rồi thì không lại thích độc thân để bay nhảy. Còn không mà đang FA thì lại ao ước mình có người yêu. Vòng xoáy của cuộc đời nó buồn cười. Lâu không nói chuyện với gái, làm sao để bắt chuyện cho nó tự nhiên hả anh? Thực ra là tán gái nó cũng là kỹ năng sống đấy mọi người ạ. Buồn cười lắm. Hầu hết là người ta phải trải qua khoảng 1-2 mối tình sâu đậm rồi, hoặc là bị cắm sừng, bị đá đít, bị chia tay, bị chơi xỏ, bị làm đủ trò thì người ta mới khôn lên, người ta mới lớn lên được. Và người ta mới trở thành một thằng đàn ông, nó trưởng thành đúng nghĩa. Và một thằng máy khâu được ai không thì tôi không biết. Nhưng mà thường thường là con trai ấy mà trải qua những cái mối tình sâu đậm ấy là hay đổ đốn lắm, là người ta gọi là bad boy đấy các bạn. Thì mình cũng phải ra ngoài, mình cũng phải học hỏi chứ mình ngồi không ở đấy cũng lớn lên được đâu bạn ạ.
cũng có nhiều kinh nghiệm tán gái đâu. Đừng có lên mạng xem mấy cái thằng livestream đặt mấy cái tít lè ri chim ngày hôm qua xong vào dạy đời yêu đương như thế nào, tán gái ra làm sao. Đừng, mấy cái thằng đấy là mấy thằng ăn tốc phét đấy các bạn ạ. Đừng có tin. Mình phải tự ra ngoài, mình tự trải nghiệm. Tại vì mỗi nơi hoàn cảnh nó đã khác nhau rồi. Mỗi cái câu chuyện tình cảm hay là mấy cái câu chuyện gặp gỡ nhau nó đã khác nhau rồi, đúng không? Tính cách mỗi người nó đã khác nhau rồi. Thì làm sao có thể dạy cho nhau được. Tự mình trải nghiệm để biết bản thân mình thì nó là cái hay nhất. Đừng ngồi nhà làm gì. Trời, của con gái nó khó hiểu quá. Em tỏ tình nó rồi, nó bảo em đợi. Em hỏi lý do thì cứ bảo em đợi. Em đợi có phải là phí thời gian không anh? Quá là phí thời gian. Đợi. Em nói thẳng là nó luôn là bây giờ này, là tuổi trẻ bố mày có hạn thôi. Cả tuổi thanh xuân bố mày không thể đợi mày được, hiểu không? Đợi cái. Nói thì luôn cho nó nhanh. Đợi thì đợi. Chảnh chó. Bố mày còn nhiều người theo đuổi, hiểu không? Bố mày còn đi làm kiếm tiền, bố mày còn sự nghiệp, hiểu không? Từ công ăn việc làm đến công danh sự nghiệp, bao nhiêu thời gian đợi. Nhiều đứa con gái nó nghĩ mình là công chúa, em hiểu không? Em nhắn tin hả? Ngay bây giờ em nhắn tin thẳng nó luôn là đợi cái. Nếu như mà cảm thấy là ổn hợp nhau hay là cảm thấy tạo được áp lực cho nhau không sống quá nhiều thì tốt nhất là nên nghỉ đi em. Cái chuyện dừng chiếu nó cũng quyết định nhiều vấn đề tình yêu. Nó có hiểu tại sao không thích không có người yêu không thấy khổ. Mình có một thằng bạn, thực ra là nói là bạn nhưng mà chơi nhau rất là thân, nó kém mình 2 tuổi thì phải. Ngày xưa nó vui lắm, đi chơi với nhau rồi là cách nó nói chuyện, rồi là cách ngồi tâm sự với nhau, cách về nó kể về một câu chuyện về cái cuộc sống xung quanh của nó cũng khác. Vui, nó kể với một cái tông giọng cao, nó kể với một ánh mắt biết cười, nó kể với lượng nước bọt vừa đủ để mọi người có thể nghe và không bị ướt mặt. Còn bây giờ thì nó có người yêu rồi, nó thay đổi cuộc nhậu, nó không còn vui, câu chuyện nó không còn sâu nữa. Và nó kêu, nó than, nó khóc nhiều. Và đôi khi mình nhìn thấy nó không còn nhiệt huyết với cuộc sống. Nó ngồi buồn, nó nhìn đường, nó nhìn xe cộ đi lại. Nó còn biết được là cái đèn nó đang ở ngoài đường đang bị chập chờn và bao nhiêu giây thì nó lại tắt, bao nhiêu giây thì nó bật lên. Và đến cả khi đi quả chim ỉa lên đầu nó còn không buồn. Nó cũng không biết nữa. Ruồi đậu vào lông mày, ruồi chui vào lỗ mũi nó cũng đều buồn, phải đuổi con ruồi đi. Việc có người yêu với nó khủng khiếp. Mà mình đéo hiểu tại sao các bạn thích có người yêu, lao đầu vào. Từ một con người tràn trề sức sống biến thành một con người chim ỉa vào đầu cũng không biết. Kinh khủng. Một ngày các bạn cứ hỏi người yêu. Anh Đậu ơi, làm sao để hiểu được tâm lý một đứa con gái với anh và làm cách nào để cho mối tình mình không nhạt đi? Ui ui. Anh trả lời ở đâu, nhưng mà anh nói thật với em là như này. Cá nhân anh thấy cái gì quá nó cũng không tốt. Hiền quá thì người ta bắt nạt, ác quá thì người ta tẩy chay, khôn quá ta cho ra rìa, còn lụy tình quá nó lại thành một thằng ngu. Làm sao để nó nhạt ra? Khó lắm. Các bạn mà có yêu nhau, ví dụ bây giờ các bạn bảo người yêu xem, các bạn mà đang có người yêu xem, một ngày nào đấy các bạn chỉ làm quên một cái hành động nào đấy thôi là chúng nó sẽ ngồi nghĩ ngay là các bạn thay đổi, hay là các bạn đéo còn yêu nó nhiều như ngày xưa hay như thế nào đấy. Đau đầu. Nên là cái việc mà cân bằng giữa cái việc mặn nhạt hay là cân bằng tình cảm của hai người khi yêu ấy, chỉ có mỗi em mới có thể quyết định được thôi. Tại vì em mới biết tính nó như nào, nó sở ương ra làm sao. Chứ em lên em hỏi anh biết trả lời em như nào. Thật. Ê, có nhiều đứa nó dở hơi lắm, có nhiều đứa thì lại dễ. Sắp đi nghĩa vụ thì nên nói những gì với người yêu ạ? Thì bây giờ em bảo thôi em đi yêu mẹ là khác đi. Anh đi 3 năm xong anh về chắc chắn lại đợi được anh rồi. Thì phải thẳng thắn với nhau, thế luôn thì cho nhanh. Chuyện với con gái đang chờ bạn 3 năm đâu ạ? Mặc thương người ta đi, người ta con gái thì phải có tuổi thanh xuân của người ta. Đợi ông 3 năm liền thì phải làm được cái đéo gì. Mà ông phải xác định luôn là công đi nhiệm vụ khoảng 3 năm về ông sẽ làm gì. Mình hiểu là phải làm lại từ đầu. Người yêu tạo này có biểu hiện cắm sừng em hay có nên theo dõi nó không? Anh thì nghĩ là cái cuộc sống này có ai lừa dối được nhau cả đời đâu em ạ. Rồi sẽ có một ngày nào đấy cái kim song bọc nó lòi ra. Nếu như người yêu em có cái biểu hiện cắm sừng em cứ để cho nó lừa đi. Khi mà mọi chuyện nó dồn nén thành một cục thật to rồi thì em hãy để cục của nó vỡ ra. Lúc ấy câu chuyện nó mới hay. Tốt nhất là em nên để cho khi nào nó cứ cắm sừng đi, xong rồi nó sẽ có bầu với thằng khác.
xong rồi nó đẻ ra, xong rồi nuôi con nó lớn. Xong lúc đấy em quay ra em lật bài lại, nó sẽ cay trả thù thế nó gọi là thâm. Cái mày xuất phát điểm đâu không quan trọng, quan trọng là người ta có nhìn được cái sự nỗ lực của mày hay không, nó có sự cầu biến hay không, quan trọng mày là một thằng như thế nào, hiểu chưa? Mặc dù là đi mẹ mày thì mày vẫn đang đi làm nên lương mày thấp thôi, nhưng mà mày biết cố gắng, mày biết mẹ chắt chiu thời gian của mày để làm nhiều việc khác, kinh tế mày đã ổn định hơn thì người ta nhìn vào người ta sẽ khác ngay. Vẫn còn đầy người mày giàu vãi vẫn yêu mấy cái thằng kiểu lưu tiêu, nhưng mà người ta nhìn thấy một cái gì đấy không phải là con gái thực dụng. Bây giờ người ta hay nói là kiểu bọn gái nó chỉ cần tiền, nó không phải là như thế. Nó cũng phải có lý do, nó cũng phải có yêu cầu của nó phải nhìn được một người đàn ông mà sẽ là một chỗ dựa cho nó. Thực ra cái chuyện tình cảm trai gái, cái chuyện mà bất đồng trong cuộc sống ấy, kể cả vấn đề về người yêu hay là vợ chồng hay là bạn bè cùng giới khác giới, không nói là vị trí kỷ các thứ, đôi khi cái cuộc sống mình nhìn lại cái vấn đề nó dễ giải quyết lắm. Nhưng mà các bạn biết tại sao? Có những người vì những cái chuyện nó rất là nhỏ thôi mà sau nhìn mặt nhau hay là đéo nói chuyện với nhau nữa. Vì cái tôi người ta quá cao, quá thân mình thế. Ai thực ra một trong hai người chỉ cần mở lời ra thôi là câu chuyện nó được giải quyết. Đéo cái gì cả, để càng lâu thì câu chuyện nó lại càng rối. Các bạn thử nghĩ và xem, nhỏ với các bạn quay ra các bạn nói một câu xin lỗi thế này thế nọ thì người ta cũng sẽ thực ra chuyện này tôi cũng có lỗi, cái chuyện giải quyết dễ. Cuộc sống nó như thế à, tự các bạn làm cho nó khó khăn lên, cuộc sống nó có khó khăn đâu. Sau này lớn, sau này về già rồi có người chơi cùng, có người bầu bạn, có người rủ đi đánh cờ, có người rủ đi uống trà, có một cái niềm vui. Càng về già càng ít bạn các bạn ạ. Đừng để mất đi những người bạn mình bởi những cái khoảnh khắc cuộc sống. Cách nào để quay lại để làm gì? Trời ơi, trước giải thích một lần rồi, quay lại để làm cái gì? Quay lại xong để lại cãi nhau, lại chia tay à? Trời ơi, các bạn có tin là chia tay một lần rồi sẽ chia tay nhiều? Chắc chắn là như thế thôi, đéo khác được. Cái quan trọng ấy là tôi đã nói rồi, là khi con người ta đến từ 20 đến 25 tuổi là đã hình thành cái bản chất của con người rồi thì nó khó thay đổi lắm. Các bạn có thể non hẹn biển không? Các bạn có hứa hẹn với nhau không? Là khi quay lại, anh sẽ thay đổi. Bạn giận hờn vu vơ vì những cái thứ lích ta lích. Nó là tuổi trẻ mà. Quay lại để làm cho mất thời gian của nhau ra, đi tìm đứa khác. Cuộc sống này nó bù trừ các bạn. Mẹ đứa này nó chịu được tính này của mình thì kiểu đéo gì, trên thế giới này sẽ có một đứa khác nó chịu được. Nhưng mà đứa nó sẽ lại lòi ra một cái tính xấu mà mình lại đéo chịu được. Xong mình lại phải đi tìm đứa khác. Nó cứ loanh quanh như thế. Chấp nhận được nhau hay không thôi. Rớt em nó có người yêu rồi, xa cướp lại nó đây. Ui giời, còn trẻ. Lo học, lo hành, lo kiếm tiền đi. Cứ lo ve yêu đương làm cái gì. Khổ thế nhở. Suốt ngày cứ lên hỏi người yêu em thế, người yêu em thế kia. Các ông sống như bản thân mình trước đi, rồi hãy sống cho người khác. Bây giờ yêu đương vào ảnh hưởng bao nhiêu người không? Bố mẹ buồn phiền, thầy cô lo lắng. Tập trung vào mà học hành kiếm tiền đi. Đến khi thành đạt rồi thì tự khác có gái nó bâu vào, lúc đấy thì có quyền lựa chọn chứ không phải là đi tán người khác nữa, hiểu chưa? Em bị người yêu đá rồi anh ạ, có nên tìm tình yêu mới không? Thôi tìm làm thứ nó sẽ tự đến em, thuận theo ý trời. Anh đã bảo rồi, anh quan niệm cái cuộc sống này là nó là như thế rồi em, thay đổi được đâu. Ngày này tháng này là em sẽ bị người yêu cắm sừng, ngày này tháng này em sẽ chia tay. Ngày này tháng này em sẽ gặp một tình yêu mới, xong rồi em lại bị cắm sừng, em lại chia tay. Xong rồi sẽ đến một cái ngày nào đấy, ngày đẹp, em lại gặp thêm một tình yêu mới nữa, xong lại bị cắm sừng, lại bị chia tay. Nó là một cái kịch bản cả rồi em ạ. Và có thể tránh được đâu. Làm lễ, làm lủng vì hay là cố gắng chôn tránh số phận, không, có tác dụng gì đâu các bạn. Có nên nhắn tin quan tâm lại người yêu cũ không ạ? Có tình cảm thì mình cứ nhắn thôi, xong mình đỡ hối hận em. Có tình cảm thì cứ thổ lộ ra chẳng sao. Cái đầu là bờ. Rất nhiều đôi kiểu như là chia tay nhau rất lâu rồi, có người nửa năm, có người hẳn một năm, có người nhiều hơn là 3-4 năm vẫn quay lại với nhau. Tại vì người ta đã quá hiểu nhau rồi. Và khi mà người ta trưởng thành rồi, người ta quay lại, người ta thấy là thực sự ngày xưa rất là trẻ con. Và đúng là mình như này, người ta nhìn được những cái mặt tích cực của người ta, của người ấy, người ta nhìn đến cái mặt tiêu cực người đấy có thể chấp nhận hay là có thể bỏ qua hay không. Đời nó ngắn ngủi, ngắn, và chúng ta không biết được ngày mai như nào. Thứ hai, biết được là
khác với cả tất cả những cái trò chơi mà mình đã từng chơi từ trước đến nay. Mình bị knock out, mình có thể hồi máu, mình sẽ được cứu. Nhưng mà cái cuộc sống của mình nó chỉ có một mạng duy nhất mà thôi. Sống sao để không bị phí cái mạng ở đấy, sống sao để cái mạng này nó thực sự là có ích. Và đừng để chim ỉa lên đầu các bạn. Còn hy vọng cái gì nữa? Tất cả những cái lý do khi mà mình tỏ tình, người ta đều có một cái lý do củ lồn nào đấy ra là người ta đéo thích mình đấy các bạn. Người ta nói khéo đấy em ơi. Chẳng lẽ bây giờ em bảo ui anh ơi em thích anh, xong người ta bảo là em ơi anh đéo thích em đâu à, nói thế khác chắc cứt vào mặt nhau đúng không? Đấy là người ta đéo thích mình đấy, ta lý do lý chấu ấy em ạ. Nhá, nói thế cứ cố khổ, cố quá làm cái đéo thì chỉ ôm đau khổ vào thân thôi. Cái khôn của con người ấy đấy là dừng lại đúng lúc em ạ. Thích người ta nói ra người ta đéo thích rồi thì thôi mình dừng luôn, chứ để đến khi tình cảm nó sâu đậm bừng rồi, nó chuyển thành si tình con mẹ rồi thì lúc ấy nhục lắm em ơi, đéo dứt ra được đâu, khổ như con chó ấy. Thế là vui rồi, trời ơi mệt. Đôi khi có một cái quãng thời gian nó dồn tất cả những cái nỗi buồn vào để mình chịu đựng một lần mà thôi, sau đấy là sẽ có một thời gian mình thảnh thơi được khá dài. Nó là như thế, mình cứ quan niệm thế đi cho nó vui. Nhưng mà có thằng buồn cả đời nhá, mong đấy không phải là em. Thôi các bạn, buồn nào nó cũng sẽ qua ấy mà. Giống như kiểu khi mình đi vào một cơn mưa ấy, mình chả thể để nó tạnh luôn được. Một là mình phải đi qua nó, hai là mình phải đứng đấy đợi. Rồi kiểu gì nó sẽ qua thôi, đéo giờ nó mưa mãi rồi các bạn. Nhưng mà cái cảm giác mà đứng trong mưa ấy, là cảm giác bắt buộc phải chịu đựng. Ít ra buồn mà có nhau các bạn, không phải buồn một mình là vui rồi. Rồi. Thực ra cái chuyện tình cảm trai gái, cái chuyện mà bất đồng trong cuộc sống ấy, kể cả vấn đề về người yêu hay là vợ chồng hay là bạn bè cùng giới khác giới, không nói là mình tri kỷ các thứ, đôi khi cái cuộc sống mình nhìn lại cái vấn đề nó dễ giải quyết lắm. Nhưng các bạn biết tại sao? Có những người vì những cái chuyện nó rất là nhỏ thôi và sau còn đéo nhìn mặt nhau hay là đéo nói chuyện với nhau nữa. Bởi vì cái tôi nó quá cao, bản thân mình như thế. Ai thực ra một trong hai người chỉ cần mở lời ra thôi là câu chuyện nó được giải quyết. Đéo cái gì cả, để càng lâu thì câu chuyện nó lại càng rối. Các bạn thử nghĩ và xem, chuyện nhỏ vãi lộn đấy, các bạn quay ra các bạn nói một câu ừ xin lỗi thế này thế nọ thì người ta cũng sẽ ừ thực ra chuyện này tôi có lỗi. Cái chuyện này cái dễ dàng đấy, không cứ đi bố mày đéo nói kệ bảo sao thì tao lại đéo chơi nhau nữa. Cuộc sống nó như thế à, tự các bạn làm cho nó khó khăn lên chứ cuộc sống nó có khó khăn đâu. Sau này lớn, sau này về già rồi, có người chơi cùng, có người bầu bạn, có người rủ đi đánh cờ, có người rủ đi uống trà, có người rủ đi chơi ma túy hay là cái gì đấy, để làm một cái niềm vui. Càng về già càng ít bạn các bạn ạ. Đừng để mất đi những người bạn mình bởi những cái khoảnh khắc hãm lồn trong cuộc sống. Đừng vì cái tôi mình quá cao mà đi phải đánh mất những người thân. Em nghĩ người yêu đang thầm thương thằng khác có nên hay không tiếp tục, hay bỏ qua hết tất cả thì không biết. Em lạnh lùng cho anh, thật. Em phải làm một phép thử, em thực sự là phải lạnh lùng và không sợ mất người mình yêu. Rồi để xem người yêu em sẽ đi đến đâu. Nó sẽ có hai trường hợp, một là người yêu em sẽ đi luôn, còn hai là người yêu em sẽ quay lại kiểu tự nhiên quan tâm em nhiều hơn, tự nhiên thì mọi níu giữ em có cái gì đấy kiểu như cũng sợ ấy. Lúc đấy em sẽ biết phải làm gì. Cảm ơn Daniel nhá. Nhiều ông cứ bị cửa dưới quá, yêu đương cứ bị cửa dưới vãi lồn, phải chạy trong người ta xong cứ phải quỵ lụy người ta. Đây có nhiều ông lại còn ôi người yêu mình sai vãi lộn, người yêu mình bảo thủ vãi lộn, người yêu mình ngu vãi lộn, nhưng vẫn phải ngồi xin lỗi nó. Nghĩ thì nhục, nhục thực sự luôn. Đây là đang yêu nhau nha, đến khi về lấy nhau rồi nó đè đầu cưỡi cổ nó đéo làm được cái gì không ạ. Khổ. Con gái nhá, mày xuất phát điểm đâu nó không quan trọng, quan trọng là người ta có nhìn được cái sự nỗ lực của mày hay không, nó có sự cầu tiến hay không, chứ nó đéo quan trọng mày là một thằng như thế nào, hiểu chưa? Mặc dù là thì mẹ mày thì mày vẫn đang đi làm nên lương mày thấp thôi, nhưng mà mày biết cố gắng, mày biết mẹ chắt chiu thời gian của mày để làm nhiều việc khác, kinh tế mày đã ổn định hơn thì người ta nhìn vào người ta sẽ khác ngay.
vẫn còn đầy người thì mẹ phải giàu vãi lìn ra vẫn yêu mấy cái thằng kiểu lưu tiêu, nhưng mà người ta nhìn thấy một cái gì đấy không phải là con gái thực dụng. Bây giờ người ta hay nói là kiểu bọn gái nó chỉ cần tiền, nó không phải là như thế. Nó cũng phải có lý do, nó cũng phải có yêu cầu của nó phải nhìn được một người đàn ông mà sẽ là một chỗ dựa cho nó thì về sau này chứ. Nhưng mà những cái người mà bỏ những cái comment tiêu cực đấy xuống, người ta chưa chắc người ta lại biết mình là ai. Chưa chắc người ta lại biết là mình sinh năm bao nhiêu. Có thể là người ta chỉ xem một hai cái clip người ta mọi người cắt ra trên mạng vui, giống như mọi người hay cắt mình ra để làm cái meme chửi bậy hay là cái gì đấy. Những cái clip 3 giây, 5 giây, nhiều hơn nữa là 10 giây. Hết. Mọi người có thể biết những cái tên của mình, biết cái nickname của mình đấy là thằng Độ Tày, Độ Mỹ Si hay gì đấy. Nhưng mà mọi người chắc là đéo tìm hiểu hay là đéo xem để hiểu hết về bản thân mình. Các bạn gặp ở ngoài đời một ông xăm trổ đầy mình, các bạn đừng nghĩ đấy là xấu. Đến bây giờ xăm có lẽ là một cái gì đấy nó cũng là nghệ thuật, nhưng mà vẫn chỉ là một góc trên xã hội công nhận mà thôi. Hầu hết tất cả những người mang cái quan niệm cổ hủ từ ngày xưa đấy là xăm trổ, vẽ cái gì chấm mực lên trên người đấy là một cái gì đấy cặn bã, đấy là một cái gì xấu xa, đấy là một con người không tốt. Các bạn nhìn một con người ở ngoài đời có thể văng tục chửi bậy, nhưng mà bên trong người ta chưa chắc là như vậy. Khi người ta tiếp xúc với một kiểu người, người ta sẽ nói chuyện theo một cách khác. Khi người ta gặp những người khác, lứa tuổi khác, công việc khác, người ta sẽ tiếp xúc theo một kiểu khác. Đánh đồng, vơ đũa cả nắm, mình cũng đéo hiểu tại sao. Nhưng mà những cái gì các bạn nói, hay những cái gì các bạn, mình đang nói về những cái bạn mà thả những cái comment tiêu cực ấy. Ok, tất nhiên mạng xã hội mà, các bạn có quyền làm tất cả mọi thứ. Tuy nhiên mình mong các bạn hãy xem lại, và mong là sẽ có một ngày các bạn hiểu về cái nghề của mình đang làm. Anh ơi, mới chia tay người yêu, làm cách nào để quay lại? Quay lại để làm gì? Trời ơi, trước giải thích một lần rồi. Ôi, cảm ơn Gil nha, cảm ơn em. Quay lại để làm cái gì? Quay lại xong để lại cãi nhau, lại chia tay à? Trời ơi, các bạn có tin là chia tay một lần người sẽ chia tay nhiều lần vãi lồn không? Chắc chắn là như thế rồi, đéo khác được. Cái quan trọng ấy là tôi đã nói rồi, là khi con người ta đến từ 20 đến 25 tuổi là đã hình thành cái bản chất của con người rồi thì nó khó thay đổi lắm. Các bạn có thể non hẹn biển không? Các bạn có hứa hẹn với nhau không? Là khi quay lại, ừ anh sẽ thay đổi. Thì các bạn giận hờn vu vơ vì những cái thứ linh ta linh tinh. Nó là tuổi trẻ mà. Quay lại để làm người cho mất thời gian của nhau ra, đi tìm đứa khác. Cuộc sống này nó bù trừ các bạn. Đứa này nó đéo chịu được tính này của mình thì kiểu đéo thì trên thế giới này sẽ có một đứa khác nó chịu được. Nhưng mà đứa ấy nó sẽ lại lòi ra một cái tính xấu mà mình lại đéo chịu được. Xong mình lại phải đi tìm đứa khác. Nó cứ liên quan như thế. Chấp nhận được nhau hay không thôi. Chứ còn cái vấn đề mà để thay đổi, anh sẽ thay đổi vì em. Lừa hết các bạn. Thay đổi thì đéo là được. Cảm ơn Hà Việt Hoàng nhé. Những thằng đi chơi cờ bạc, những thằng lăng nhăng trai gái, những cái đứa mà hay đi thả tính dạo, mấy cái đứa đi trịch dạo hay kiểu đéo thay đổi được từ trẻ cho đến già. Các bạn tin tôi, 40-50 tuổi nó vẫn như thế. Đéo thoát đi đâu được cả. Nên là đừng mong người ta thay đổi. Chấp nhận được nhau hay không, thế thôi. Người yêu em hay dỗi thì phải làm như nào ạ? Em cứ để nó dỗi thật lâu rồi em xem nào. Xem nó chịu mở mồm trước. Cuộc sống nó đã mệt mỏi lắm rồi, tại sao cứ phải yêu nhau tạo thêm áp lực cho nhau thì mình dỗi hồn hờn giận hờn vu vơ thì phải vô cớ. À, phải đéo gì vậy? Có hiểu vậy rồi. Nó đặt tặng nhá. Tại sao bọn gái hay trò giận giận ngược á? Mọi người thấy vô lý lắm. Khi mà tất cả phụ nữ trên cái thế giới này đòi quyền bình đẳng, mày có những cái quyền cơ bản auto con trai phải. Mà đéo bình đẳng một tí nào ấy, có chuyện gì đã bắt đầu thì phải xin lỗi, hiểu không? Vì mình sinh ra là phụ nữ, mình đã mỏng manh yếu ớt rồi, cho nên là những cái chuyện mà mày kiểu như là cãi lộn rồi là bất đồng quan điểm, bà mày không chịu được, mày và bà mày ngồi chờ đợi mày đến xin lỗi. Thì bình đẳng ở đâu trong cuộc sống này? Khó hiểu lắm rồi, chỉ là một trong những câu chuyện rất là nhỏ thôi. Khi mà chúng ta cần bình đẳng, hài hước. Người yêu mình thân mật với người con trai khác thì có sao không? Cảm giác mình chỉ cần buông tay một cái là có thằng khác đớp ngay, ý sợ quá. Ui, sợ cái đéo gì? Khổ quá, đơn giản thôi. Ui, nhiều khi cái ranh giới nó mong manh lắm em. Đôi khi những cái phép thử của mình nó hay bị thất bại. Đôi khi mình cứ nghĩ là cứ thử xem như thế xem thì có yêu mình thật lòng hay không, nó có đi hẳn với thằng khác hay không. Khi mà có người ngoài tán nó thì nó sẽ như nào, nó có rung động hay không, nó có đặt mình lên bàn cân để so sánh mình với cả thằng đấy hay không, và có bao giờ mình mất nó hẳn hay không.
nhiều thứ trong đầu suy nghĩ. Đôi khi tôi bảo các bạn là nên làm phép thử, nhưng mà đôi khi thử nó cũng phản tác dụng vài đái nha các bạn. Thử là mất luôn đấy. Tự các bạn cảm nhận thôi, như tôi để biết khuyên các bạn như nào. Em bị người yêu đá rồi anh ạ, có nên tìm tình yêu mới không? Thôi tình lầm lồn gì, mọi thứ nó sẽ tự đến em, thuận theo ý trời. Anh đã bảo rồi, anh quan niệm cái cuộc sống này là nó là như thế rồi em. Đéo thay đổi được đâu. Ngày này tháng này là em sẽ bị người yêu cắm sừng, ngày này tháng này em sẽ chia tay. Ngày này tháng này em sẽ gặp một tình yêu mới, xong rồi em lại bị cắm sừng, em lại chia tay. Xong rồi sẽ đến một cái ngày nào đấy, ngày đẹp, em lại gặp thêm một tình yêu mới nữa, xong rồi lại bị cắm sừng, lại bị chia tay. Nó là một cái kịch bản cả rồi em ạ, và đéo thể tránh được đâu. Làm lễ làm lủng gì hay là cố gắng trốn tránh số phận không, đéo tác dụng gì đâu các bạn.